Rồi thời gian thêm phần này nữa em. Rồi cái sao? Rồi từ từ nào. Ở đây mọi bước á, chúng ta lưu là kiểu gì? Ở đây mình chỉ để ý là tham số của nó thôi, mình chưa quan tâm tới kiểu driver. Rồi trong trường hợp giả sử kiểu driver là kiểu số khác là sao? Trong trường hợp nó driver là số nguyên hoặc là driver một object thì mình làm sao? Hay là kiểu dữ liệu của nó không phải là string nữa? Thì lúc này mình giống như trường hợp trong param này, thay vì mình truyền string hay là int á, thì mình truyền một cái là object. Thì tương tự vậy, các delegate này mình sẽ truyền vào là một tra lại là một object. Thì lúc này nó sẽ xử lý luôn cả trường hợp là số nguyên, số thực và chuỗi cả. Nó sẽ phụ thuộc vào cái là do người lập trình quyết định là kiểu driver là gì. Nhưng thầy sẽ đổi cái truy vấn này là object. Rồi phương thức mở kết nối này thì hiện tại chưa làm gì, thầy đã nguyên, thầy chỉ đổi một cái là phần truy vấn này thôi. Thì nó sẽ driver là object. Rồi return object truy vấn. Mình chỉ đổi kiểu dữ liệu trả về thì nó là giống như trường hợp là generic vậy, cái là mình sẽ trả về một kiểu dữ liệu chung. Rồi trong phần program.cs thì mình sẽ sửa lại, ví dụ chỗ camera db2 này nó sẽ trả về là một số, ví dụ như là nó thực hiện được 10 truy vấn. Rồi db này thì nó là trả về một chuỗi. Rồi nhân viên này thì nó có thể trả về một cái gì đó cũng được. Thì đây mình sẽ đổi lại kiểu trả về của nó sẽ là object. Mình sẽ đổi lại object. Thì đó mình tận dụng tính gọi là boxing và unboxing. Cái là object là kiểu dữ liệu rất là lớn, nó chứa tất cả các kiểu dữ liệu khác. Ngay cả cái class mình định nghĩa ra nó cũng là một kiểu của nó, kế thừa từ cái object này. Thì bữa sau mình sẽ học vào phần đa kế thừa, mình biết tại sao object này nó là gì. Thì đó mình chỉ định nghĩa object thôi. Thì có trường hợp là DB nó trả về là số, ví dụ như cùng là camera, cùng object là camera database. Tuy nhiên cái camera DB2 này á thì trả về số, DB này trả về chuỗi. Còn nhân viên này thì mình không muốn chuỗi, mình muốn nó trả về một kiểu khác cũng được. Ví dụ này nó sẽ trả về kiểu new list. List kiểu số nguyên. Ở đây mình thấy nó cùng là một phương thức truy vấn. Tuy nhiên tham số đầu vào của nó khác nhau và trả về nó cũng khác nhau, thì lúc chạy tùy thuộc vào cái nghĩa này thì lúc bây giờ nó sẽ không bị fix, là không cố định nữa. Mình thiết kế chương trình mình làm sao khả năng mềm dẻo của nó càng rộng càng tốt. Tuy nhiên cái khung của nó bắt buộc phải cố định, cái khung 41, 42, 43, 44 này phải cố định. Kết quả trả về thì mình có thể linh hoạt tham số đầu vào linh hoạt được, mình chuyển từ string sang object thôi. Thì bây giờ string, tất cả những chỗ nào string chuyển thành object rồi thầy chạy lại, thì là mình thấy nó khác nhau hoàn toàn hết. Cùng là class database, tuy nhiên nó sẽ khác nhau ở chỗ là tham số đầu vào khác nhau, kiểu driver cũng khác nhau và dữ liệu khác nhau hết. Thì như thế mình đạt được là tính, cái là mình sẽ abstraction, chuyện nó là nó đổi một tí trong phần object thôi. Rồi bài tập về nhà của mình là nó nằm ở phần cái này là chỉ là ứng dụng lại của cái event mình vừa viết thôi. Cái là mình gọi lại camera, sử dụng bây giờ camera và database nó có mối quan hệ là một nhiều, cái là một database nó lưu được nhiều camera. Thì trong class camera mình định nghĩa thêm class một đối tượng là database. Rồi đối tượng database này thì nó sẽ có phương thức là cập nhật thông tin vào database, thì nó thực hiện bước số 4 của class database. Tuy nhiên nó bây giờ mình sẽ viết một event, mình sẽ thực hiện lại event chứ không phải là viết nữa. Cái mình sẽ gọi lại, mình sẽ tạo ra một database là camera đó, rồi mình gọi lại bước số 4. Thì ở phần
hoạt động này là một phương thức, nó trải qua thuật toán của nó gồm 1, 2, 3, 4, 5 bước thực hiện. Thì nó sẽ có một số bước cố định, một số bước là nó kiểm tra, và một số bước nó sẽ gọi lại event của camera, của database. Thì cái này mình viết lại hàm program thôi, nhớ cái này là viết lại program nhé. Thì ra ví dụ trường hợp cho mình trong class camera, bây giờ thầy sẽ gọi thêm một đối tượng nữa, đó là thầy gọi đó là, tại vì chỉ có camera nó mới dùng cái database đó, thì mình nói sẽ là private, chứ không ai được dùng hết. Còn mình muốn nó những con camera được dùng thì mình có thể đặt nó là protected. Kiểu dữ liệu của nó là database, cái là trong camera này nó có giữ một cái là database, ví dụ cái này là camera TV chưa? Rồi trong hàm khởi tạo camera, bây giờ mình sẽ khởi tạo cái camera DB này lên bằng new. Rồi ở đây mình mới định nghĩa lại phương thức của nó. Thì nó có phương thức gì? Phương thức là cập nhật thông tin database vào cơ sở dữ liệu. Đây là bước số 4 này á, mình mới định nghĩa lại. Mình gọi camera db chấm tới truy vấn. Thì bây giờ đó sẽ là truy vấn, cái này chính là truy vấn cập nhật. Rồi return lại thứ gì đó cũng được. Cái là trong class camera này nó có một đối tượng object là camera DB. Cái này mình phải khởi tạo nó trước. Rồi đây thì chỉ khởi tạo trong hàm khởi tạo không có tham số, thì nó còn cái trường hợp là hàm khởi tạo có 3 tham số và hàm khởi tạo nhiều tham số thì mình đều khởi tạo lại hết. Rồi sau đó mình gắn event này cho nó. Thì mỗi lần gọi tới bước số 4 á, thì camera DB này nó sẽ biết là nó truy vấn cho cái camera riêng này. Thì đó mình vừa mình suy nghĩ là nếu mình có nhiều hàm khởi tạo thì cách mình làm là sao? Như thế là gọi này, mình có 3 hàm khởi tạo, đúng không? Thì làm sao để mỗi cái đều khởi tạo? Thì cách làm mà ít động não nhất là cứ copy dán xuống thôi, đúng không? Thì cách đó làm là đã sai hoàn toàn một nguyên tắc. Mình suy nghĩ lại, mình không có làm kiểu này là sai nhé. Tại vì kiểu này nó sẽ dẫn tới trường hợp là ví dụ người ta có thêm một phương thức khởi tạo mới nữa thì mình lại phải làm chuyện đó lại nhiều lần, thì nó hoàn toàn khác khoa học kiểu này. Thì đó mình suy nghĩ làm sao nó bỏ trường hợp là copy dán ba cái liên tiếp này lại. Mình chỉ làm một lần thôi, nguyên tắc của nó là không có copy dán, copy một lần thôi, không có copy nhiều lần. Vì mình bật copy càng nhiều á thì khả năng sai của mình sẽ càng cao. Tới một lúc nào đó nó phình ra, mình sẽ không biết nó sai chỗ nào cả. Giả sử nó phình ra tới 4-5 cái rồi đó, thì tới một lúc đó buồn mình đổi thêm tham số vào chỗ này á, thì mình sẽ không biết đổi chỗ nào. Thì đó mình chỉ copy một lần, đúng một lần duy nhất. Chỉ có những trường hợp là đặc biệt á thì mình mới copy nhiều lần. Còn nó giống nhau á thì chỉ một lần, thì mình làm trường hợp này lại. Thì đó là thầy gợi ý cho ta làm cho trường hợp là bài tập này. Thế nó không có gì khó, cái mình gọi lại cái event thôi, mình làm bài này.